Hello, chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay thì mình đi quay chợ Hoa Xuân của thị trấn Vũ Thư các bạn nhé. Hiện tại thì mình đang ở chợ Hoa Xuân của thị trấn Vũ Thư. Hôm nay thì mình sẽ quay không khí Tết cho các bạn xem chợ Hoa Xuân của chợ Vũ Thư các bạn nhé. Hôm nay đã là ngày 23 Tết rồi các bạn ơi. Rất nhiều những cái chợ quất nhỏ nhỏ, xinh xinh các bạn ơi. Quất chín vàng này. Mai trắng các bạn. Có cúc mâm xôi này. Có trà này. Rất là sôi động các bạn nhé. Ở dưới thị trấn Vũ Thư này thì cũng rất là nhiều hoa. Mặc dù thì không thể nhiều bằng trên thành phố được nhưng mà đây cũng rất là sôi động đúng không ạ? Phía trên này thì họ cũng bán quất và hoa đào. Cái này thì họ vừa tưới nước rồi các bạn ơi. Quất này. Hoa hồng này các bạn, hoa lan này. Rất nhiều cành đào đẹp các bạn ơi. Tấp nập người mua luôn các bạn. Rất là nhiều hoa. Quất cảnh này, hoa mai này, bưởi cảnh này các bạn. Phía trên này thì họ cũng bán rất là nhiều quất này. Đào. Đây là cây bưởi diễn, chắc cây này sẽ kéo đi bán các bạn đấy.
đào này các bạn. Cúc mâm xôi này. Cái quất này thì họ vừa tưới nước các bạn nhé.